Nguyễn Chí Thiện và Hoa Địa Ngục, bài viết của Thụy Khuê. Năm 1979, một tập thơ từ Hà Nội chuyển ra nước ngoài. Năm 1980, tập thơ được in ra. Những ấn bản đầu tiên không đề tên tác giả, chỉ biết nhà thơ là một người tù, một kẻ mạo hiểm đã đem tác phẩm của mình vào tòa đại sứ Anh. Tập thơ được giữ lại, nhưng tác giả bị trả về, bị bắt, bị tù. Đó là Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện. Hoa Địa Ngục khi mới in mang những tên như tiếng vọng từ đáy vực. Ủy ban tranh đấu cho tù nhân chính trị tại Việt Nam, nhóm Nguyễn Hữu Hiệu, Viên Linh, Washington DC 1980. Quê hương tù ngục, phong trào thanh niên hành động Ingenio tại Pháp không đề năm. Nhiều năm sau mới trở lại với tên Hoa Địa Ngục do tác giả lựa chọn. Chưa bàn đến nghệ thuật, Hoa Địa Ngục hay những đóa hoa nảy sinh từ địa ngục hẳn cảm hứng từ Fleur du Mal, tức là ác hoa. Những đóa hoa nảy sinh từ nỗi đau, từ cõi ác của Baudelaire, chiếu vào cuộc đời tù ngục và con người dưới chế độ đảng trị theo truyền thống đổ phủ. Nguyễn Chí Thiện nổi tiếng, được nhiều giải thưởng quốc tế của các cơ quan tranh đấu cho nhân quyền. Song thơ ông có lẽ chưa bao giờ được đánh giá đúng mức khi ông còn sống bởi nhiều lý do, nhưng chủ yếu là vì cộng đồng người Việt hải ngoại chia nhiều phe phái. Phái tả không thể chấp nhận những câu thơ chạm đến Bác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phái văn học xem thường, xếp thơ ông vào loại chính trị không có nghệ thuật. Phái hữu và cực hữu tôn sùng ông là thần tượng, là chiến sĩ hàng đầu trong hàng ngũ chống cộng sản. Nhưng những thành kiến cả yêu lẫn ghét này thường dựa vào mấy câu thơ ông kịch liệt chửi cộng sản mà làm nền. Chính những câu thơ này đã tạo ra hình ảnh một Nguyễn Chí Thiện quá khích, khẩu hiệu đối với một số người, và một Nguyễn Chí Thiện chiến sĩ chống cộng hàng đầu đối với một số người khác. Cả hai đều ra ngoài thế giới thi ca của Nguyễn Chí Thiện. Nguyễn Chí Thiện, trong sâu thẳm của thi ca, hình hài và ngôn ngữ, trong tác phong, trong cách diễn đạt, là một nhân cách thật, một con người thật, chỉ vì nói thật mà mắc vòng tù tội. Một con người ngây thơ, thành thật, ngơ ngác, vấp ngã trước bao trả giá tàn ác của chế độ độc tài. Tính thật ấy thoát ra trong lời ông nói, ông viết, không hoa mỹ, không vòng vo. Chất thật ấy bao trùm không gian, bọc lấy thính giả như một điệu buồn, như một hồn ma không đất đậu trên quê hương mà gian dối đã trở thành sự thật. Năm 1960, ở tuổi 21, vì trót giảng cho học trò đúng sự thật về một đoạn lịch sử Thế chiến thứ hai, Nguyễn Chí Thiện bị kết án phản tuyên truyền, bị kết án 2 năm nhưng bị tù 3 năm rưỡi đến 1964. 1966, bị tình nghi làm thơ chống chế độ, lại bị bắt, bị tù 11 năm. 1977 được thả. 1979 đến tòa đại sứ Anh trao tập thơ Hoa Địa Ngục, lại bị bắt, bị tù 12 năm. Đến 1991, trước sau tổng cộng 27 năm, ngày 28 tháng 10 1991, Nguyễn Chí Thiện được thả. Tháng 1 1995 được sang Hoa Kỳ. Nguyễn Chí Thiện trong sâu thẳm của lời nói, lời thơ chính là sự thành thật đã qua đời dưới một chế quyền mà sự trả giá đã trở thành quốc sắc. Sự thành thật nguyên thủy làm cho người nghe, người đọc trong các xã hội tân tiến phải ngạc nhiên vì chất men quê mùa còn sót lại trong con người đã trải nửa đời tù hãm, đói khát, bệnh tật. Đối với thế giới văn minh, Nguyễn Chí Thiện là người tiền sử. Làm thơ khi bắt gặp một cảnh huống, một ý nghĩ, một tâm sự, một chạnh lòng. Ông là nhà thơ trần thuật, một người kể chuyện bằng thơ. Thơ ông gần với văn xuôi, thơ ông là lời nói. Hoa Địa Ngục là một thiên hồi ký về cuộc đời tù tội trong những căn ngục riêng. Dưới mái giam chung là cuộc đời trong xã hội cộng sản. Người ta trách thơ ông thiếu nghệ thuật cũng phải. Ở địa vị ông, không biết có nhà thơ nào còn nghĩ đến nghệ thuật khi làm thơ, còn nghĩ đến sự tìm một chữ đẹp cho thơ, hay cũng sẽ như ông,
chớp nhoáng, quằn quại, ghi lại những đớn đau, rên rỉ, gào thét trong thịt da, tâm não. Bản thảo Hoa Địa Ngục tập hợp những bài thơ viết tay dưới đề năm, chắc là những trang giấy rời, cho nên khi in ra, mỗi người sắp xếp theo một lối, hầu như vô trật tự, không theo thời gian mà cũng không theo chủ đề. Các bản in đều có rất nhiều chữ đánh máy sai, nhưng tạm gọi là đầy đủ, chỉ hơn kém nhau một vài bài. Lối in toàn bộ này có ích cho nhà nghiên cứu, nhưng đối với công chúng lại không cần thiết mà gây rối loạn. Những bài thơ dở làm giảm đi giá trị của những bài thơ hay, nhục chí người đọc, bởi thơ cần hay không cần nhiều, biết bao nhà thơ đã làm giảm giá của mình bằng những câu thơ dở hoặc những lời thơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nguyễn Chí Thiện cũng không ra ngoài lệ đó. Vậy điểm đầu tiên khi in hoặc in lại thơ Nguyễn Chí Thiện, có lẽ nhà xuất bản nên tuyển lược những bài dở hoặc lặp lại, rồi xếp theo chủ đề hoặc theo thứ tự thời gian để làm sáng tỏ vũ trụ thơ Nguyễn Chí Thiện, thân phận con người trong xã hội đảng trị. Nguyễn Chí Thiện là nhân chứng không thể loại trừ về một guồng máy kiểm soát con người từ trí óc đến hành động, từ tay chân đến tư tưởng. Hoa Địa Ngục vừa là một hành trình thơ, vừa một hành trình sống. Hoa Địa Ngục là tác phẩm sớm nhất mô tả đầy đủ hai khía cạnh, chế độ tù ngục và cuộc sống con người trong chế độ đảng trị ngay từ thập niên 1960. Văn bản xuất hiện năm 1979 là sớm nhất, khi những hồi ký của tù nhân miền Nam chưa ra đời. 20 năm sau, miền Bắc mới có tiểu thuyết Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn. Hoa Địa Ngục cũng là lịch sử một thanh niên bước vào đời tràn đầy hy vọng khi đất nước bắt đầu cuộc sống hòa bình, độc lập năm 1954. 3 năm sau, 1957, Nguyễn Chí Thiện viết Mắt Em, thơ tình có lẽ là bài đầu tiên được lưu lại, mang nét lãng mạn của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Lần đầu rung động trước đôi mắt huyền, Mắt Em Thời Chưa Đi Tù là một hợp âm ca dao, Lưu Trọng Lư và TTKH trong Tình Yêu Thứ Nhất. Mắt em mềm mại con đò, anh nhìn chẳng thấy hẹn hò một câu. Mắt em trong mát dòng sâu, anh nhìn chẳng thấy nhịp cầu bắc qua. Mắt em là một vườn hoa, vắng anh thắm nở chói lòa sắc hương. Vườn hoa ấy cảnh thiên đường, anh nhìn chỉ thấy cửa thường đóng nghiêm. Mắt em viết 1957. Năm sau, 1958, thơ đã buồn hơn, đã hoang sơ Hà Nội sau 4 năm giải phóng. Thơ đã luyến nhớ dĩ vãng, Hà Nội bây giờ nằm im lo sợ như đang đợi kết quả vụ án nhân văn. Quanh hồ liễu rũ, giữa hồ tháp đứng âm u, đền Ngọc Sơn không hương khói lạnh lùng, cầu Thê Húc nằm nghe lá rụng. Đâu những bác thầy tàu thầy cúng, những bà già đi lễ năm xưa. Cảnh hồ gươm mưa nắng bốn mùa, lẫn quất bóng rùa lặng lẽ. Quanh hồ liễu rũ viết 1958. Năm sau nữa, 1959, không khí âm u trải rộng dài hơn, lan tới núi rừng, tới thượng du, tới những bản xa nơi địa đầu hoang dã. Vài cánh dơi chập chờn quanh cổ miếu, rừng ngã dần màu hiểm bí âm u, gió điều hiu thoang thoảng lạnh hơi chiều, sương ẩm ướt bắt đầu rơi phủ. Trong vặn lặng vút ngân dài tiếng hú, vài cánh chim lạc lõng vội bay về, lời tối tăm vang dậy bốn bề, tiếng ếch nhái côn trùng trong cỏ nước. Người lữ khách giật mình chân rảo bước, bản Mường xa có kịp tới qua đêm. Vài cánh dơi viết 1959. Nhưng 1959 cũng là năm người thanh niên 20 tuổi ngước nhìn xã hội, nhìn con người và cuộc sống. Nguyễn Chí Thiện bắt đầu vẽ chân dung, bức tranh đầu vẽ một người mù, một sống tân thời sống trong chế độ mới, đồng thời cũng là ý thức của chính mình, lần đầu tiên tỉnh dậy, thấy sự thật, nằm sau những bài trí ánh sáng ấm no. Tôi thường đi qua phố, có
có anh chàng mù, mắt như hai cái lỗ, kính trắng đeo, mồm thời xệt méo, ngậm vào tiêu, cổ nổi gân lên, dốc hơi tàn, thổi đứt đoạn như rên, mấy bài hát lăng nhăng ca ngợi đảng, đã mang lại ấm no và ánh sáng, một buổi sớm anh như choáng váng, gục xuống đường, tiêu rớt sang bên, tôi vội vàng chạy lại, đỡ anh lên, anh chỉ khẽ rên, trời đói quá. Tôi thường đi qua, viết 1959. Đối với Nguyễn Chí Thiện, năm 1959 đánh dấu ngõ quặt của nhận thức. Ngày Thiện đỡ người mù cũng là ngày anh đỡ chính anh, mang tâm thức anh từ vùng tối ra vùng sáng. Và ngày đó cũng là ngày đại họa cho anh. Từ nay, anh sẽ thay người mù bước vào bóng tối của lao tù cho đến hết tuổi trẻ. 1960, Nguyễn Chí Thiện nhận dạy thay một người bạn ốm. Vài giờ lịch sử cho một lớp bổ túc văn hóa ở Hải Phòng, bài giảng về đại chiến thứ hai, thấy sách giáo khoa viết Nhật đầu hàng là do Hồng quân Liên Xô đánh bại quân Nhật ở Mãn Châu, anh bèn đính chính, Nhật đầu hàng vì Mỹ bỏ hai quả bom nguyên tử. Chuyện vu vơ, chẳng dính líu gì đến chính trị Việt Nam, thế mà anh bị đưa ra tòa, lãnh án 2 năm tù vì tội phản tuyên truyền. 1961, nảy sinh Nguyễn Chí Thiện khác, nhà thơ lột xác, đã thôi lãng mạn, đã từ giã yêu đương, miễn tiếc nhớ để bước vào lao tù, vào định mệnh. Có những chiều mưa buồn, lạnh cống, giữa bùn trơn, tê tím xương da, chống cuốc nhìn rừng núi bao la trong bụi nước mờ mờ lẫn bóng. Có những chiều mặt trời như lửa bỏng, giọt mồ hôi mờ xót con ngươi, đặt gánh phân nhìn bốn phía đất trời, rừng núi đứng im lìm trong nắng lóa. Có những chiều thịt gân rời rã. Trong bài Có những chiều, viết 1961, Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ nhân chứng. Từ đây, Nguyễn Chí Thiện thành nhà thơ nhân chứng. Năm 1962, ở tuổi 23, ông viết bài thơ đầu tiên mô tả thực chất đời tù. Ơn người thanh niên lãng mạn mơ mộng hiền lành mấy năm về trước, nay đã có sự đổi thay toàn diện, từ lực tâm đến lực bút. Những từ dữ dội, khốc liệt vung lên. Chúng tôi sống giữa lòng thung lũng, bốn bên là rừng núi bọc vây quanh, ở rút chui trong mấy dãy nhà tranh, đầy rệp mũi, đầy mồ hôi, bóng tối, bệnh tật cho nhau, đời ôi hết lối, tuyệt vọng ngắm dần, hồn xác tả tơi, bảo đây là kiếp sống của con người, của trâu, chó, so làm sao, quá khó, làm kiệt lực, nếu không dây trói đó, ôm ngồi rên, bán súng thúc vào lưng, bướng lại ư, hãy cứ coi chừng. Xà lim tối, chân cùm, dập nát, lũ chúng tôi triền miên đói khát, đánh liều xơi tất cả củ cây rừng, bữa cơm xong mà cứ tưởng chừng, chưa có một thứ gì trong ruột cả. Đêm nằm mơ, mơ toàn, mơ thịt cá, ngày lắm người vơ cả vỏ khoai lang, có ai ngờ thăm thẳm chốn rừng hoang, đảng cất giấu dân lành hàng chục vạn, và sát hại bằng muôn ngàn thủ đoạn, vừa bạo tàn vừa khốn nạn gian ngoa, biết bao người chết thảm chết oan, chết kiết lỵ, chết thương hàn sốt rét, chết vì nuốt cả những loài bọ rết, vì thuốc men trò bịp khôi hài, chế độ tù bóc lột 102, biết bao cảnh bao tình quằn quại. Có những kẻ thân hình thảm hại, phổi ho lao thổ huyết vẫn đi làm, lời kêu xin phân giải chỉ thêm nhàm, phòng y tế dữ hơn phòng mật thám, những con bệnh bủng vàng hay nhợt xám, bước khật khừ như bóng quỷ hồn ma. Có những buổi mưa rơi tầm tã, vác áo quần ra đứng cả ngoài sân, lũ công an lục soát toàn thân, thu đốt cả vật tối cần, miếng dễ. Cụ Mác ơi, cụ là đồ chó đẻ, thiên đường cụ hứa như thế kia. Chúng tôi sống, viết 1962.
Là một bản cáo trạng, một bản hùng văn, một bức tranh cô đọng và chi tiết về cuộc sống hàng ngày của những tù nhân trên đất Bắc chưa bao giờ được viết, chưa bao giờ được công bố. Chúng tôi sống là bức tranh hiện thực rõ máu. Những sự thật này năm 1962, không ai tin được. Người ta đang hăng say chiến thắng Điện Biên, đang hướng về một thiên đường tuyệt đối sau khi dẹp bọn phản động, nhân văn giai phẩm. Phải 40 năm sau, Bùi Ngọc Tấn mới viết những sự thật này thành tiểu thuyết. Nguyễn Chí Thiện đi sớm hơn thế hệ ông 40 năm, vì vậy ông đã không được đánh giá đúng mức. Bởi trong số những người ca tụng Bùi Ngọc Tấn sau này, rất nhiều đã từng đào thải Nguyễn Chí Thiện. Chúng tôi sống nói lên sức sống mãnh liệt của người thanh niên tên Chí Thiện. Hiểu tại sao có sự trở mình của một ngòi bút bẩm sinh vốn nhu mì, nay đã lột xác trở thành đanh thép. Giải thích tại sao một thanh niên ốm o, ho lao có thể sống còn và tồn tại sau 27 năm tù. Trong số những chàng trai bị tù vì tư tưởng, Chí Thiện hiện lên rõ nét. Bởi anh dám nghĩ, dám ghi lại ngoại cảnh và tâm cảnh của mình và những bạn đồng hành. Anh bắt đầu đặt câu hỏi về trời, về đất, về nước, về thân phận. Nguyễn Chí Thiện bắt đầu suy nghĩ. Trời u ám, cây hay là xương xám, mây đục mờ hay vải liệp màu tan, gió điều hiu lạnh buốt can tràn, hay hơi thở nơi dương tàn âm thịnh, lòng thung vắng mịt mù hoang lạnh, hay mồ ma huyệt địa rắp xương khô, từng đoàn đi thiếu não toán tội đồ, hay quỷ đói nơi trần gian địa ngục. Những chàng trai mặt gầy đen nhẫn nhục, mắt lạnh lùng ngời sáng lửa âm u, họ ngước trong non nước mịt mù và cúi xuống nặng nề suy nghĩ. Trời u ám, viết 1962. Nhận thức được vai trò nhân chứng của mình, từ đêm trừ tịch năm 1961, từ nay Nguyễn Chí Thiện quyết tâm ghi lại trong đầu từng cảnh sắc, từng hình ảnh. Đêm rừng rã rít mưa phòng dột, ôm gối ngồi run lạnh nhìn nhau, chấm lửa mờ xanh một ngọn đèn dầu, thùng nước giải, thùng phân, sàn rệp đốt. Đêm trừ tịch, tù năm 61. Đêm rừng rã rít 1962. Mỗi trạng huống, mỗi phút sống có thể thành một bài thơ khủng khiếp. Chưa nơi nào, chưa thơ nào mà khiếp người kinh hoàng đến thế. Trời mưa tầm tã đêm qua, sáng nay lạc rỡ còn pha trộn buồn. Xá gì bệnh sáng bệnh dung, dịp may hiếm có, tùng tùng nuốt nhai. Tôi nghe rào rào bên tai, một nhân lạc phải trộn hai nhân buồn. Trời mưa tầm tã 1962. Cái đói không còn nguyên chất nữa, không còn tròn khối nữa, mà nó đã hóa thân, hóa chất, nhập vào mỗi âm thanh. Tuồng tuồng nuốt nhai, rào rào bên tai, một nhân lạc trộn hai nhân buồn. Nó đánh động lương thức người đọc như một thứ bom nổ chậm mà chắc. Vẫn chuyện rỡ lạc, năm sau cái đói mở ra một trận tuyến khác. Nó dẫn đến sự trừng trị, nó trở thành động viên của cái ác, như nhân và quả. Toán tôi rỡ lạc ngoài đồng, có ông quản giáo ngồi trong đàng hoàng. Thừa cơ quản giáo trong ngang, một anh tranh thủ vội vàng nuốt nhai. Vài nhân lạc cả vỏ ngoài, quả tan, bắn súng nện hoài không thôi. Mồm anh tóe máu, vèo môi. Chưa có một thế giới nào dã man đến thế, vừa chết đói vừa bị đánh, nhưng sự kinh hoàng đến từ chỗ khác, sự thản nhiên của người kể như kể một chuyện hàng ngày, với những chữ hàm ý khôi hài như thừa cơ tranh thủ, càng làm tăng cái ác, cái bạo tàn, càng làm tê liệt hệ thần kinh người đọc. Thơ của Nguyễn Chí Thiện không gọt giũa mỗi chữ mỗi lời, cũng không cao siêu tư tưởng, mà chỉ là những lời lẽ bình thường, thậm chí tầm thường nữa. Nhưng chúng làm ta giật mình bởi chất dã man, tàn bạo, nằm trong những con chữ nhu mì, hiền hậu. Chúng lùa ta vào một ổ khục kích không ngờ.
Cũng năm 1963 này, Nguyễn Chí Thiện làm những câu thơ lãng mạn pha máu và nước mắt. Sự tuyệt vọng lên ngôi, người thanh niên 24 tuổi sau 3 năm tù tội đã tự biến cái lãng mạn trong tiềm thức và trong nền giáo dục của thời mình trở thành những dòng thơ tuyệt vọng, những vần thơ xám, những vần thơ đẫm máu cuộc đời trên đường lên đoạn đầu đài. Khi ta tới mặt trời đã nguội, gió mùa thu trở gió mây cào, những mầm non khô cứng tế bào mau thay sắc mang màu xanh rớt, và mặt đất hóa thành mặt thớt và con người con cá thiêu ương. Khắp nơi nơi nhung nhúc loài lương, loài dung đất không quằn khi dẫm, tình mộng đã vùi chôn một nắm, hận thù trơ trọi sống mồ côi, những vần thơ lãng mạn câm rồi còn rõ xuống một dòng đỏ sẫm. Khi ta tới 1963, những vần thơ lãng mạn câm rồi chính là đỉnh cao của tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng trở thành món ăn hàng ngày, thành thuốc độc ngấm dần vào cơ thể thanh niên, hủy hoại hệ thần kinh và rút dần xương tủy. Màu thời gian đã chuyển về sắc xám, vị thời gian đã ngã tới mùi thiêu, nửa trang đời dập xóa tẩy còn lưu, và còn đó nửa trang dài lạnh trắng. Tim trúng độc hóa ra bầu mật đắng, hệ thần kinh một mớ chỉ xù lông, nửa trang đời không một chữ nào trong thành nét chữ, nửa trang đời lạnh trắng. Dòng gió hít bơ phờ trong quạnh vắng, cảnh hoang tàn cây đổ mái nhà siêu, nửa trang đời thâm tím với bầm biêu, lòng dột nát nửa trang đành bỏ trăng. Màu thời gian viết 1963. Bên cạnh sự tuyệt vọng của thân phận mình là sự hấp hối của một người em tập kết. Những manh áo vải tả tơi vật vã vào thịt da, em có lành lắm không? Mưa gió mênh mông, thung lũng sũng nước buồn, bệnh xá mối đùn ấm mốc, những khuôn mặt xanh vàng gầy rộng nhìn nhau đờ đẫn không lời. Nhát nhát em ho, từng miếng phổi tung rời, bọt sùi đỏ thắm, em chắc oán đời em nhiều lắm. Oán con tàu tập kết ba lan, trên sóng năm nào đảo trao, đưa em rời miền Nam chói nắng. Sáng nay em không trống không kèn, giã từ cuộc sống, xác em sắp trên đồi cao gió lòng. Anh gặp em 1965. Bên cạnh xác người em tập kết là xác một thân trâu, trong trâu mà khiếp cho trâu, lỡ loang tanh loét sắc màu nhỡ nham, lệnh ban giám thị nhà giam mừng ngày quốc khánh cho làm thịt ăn. Tù nhân tính toán băn khoăn, 40 con thịt người ăn 1.000. Trong trâu mà 1967. Bên cạnh chân dung lỡ loang tanh loét của một xác trâu, bên cạnh 1.000 thân tù hấp hối mừng ngày quốc khánh, lại là một chân dung người. Bác nằm liền sát cầu tiêu, mùi phân nước giải sớm chiều nồng hôi. Bác ơi, bác sắp chết rồi, bác không còn sức để ngồi được lên. Bác nằm thoai thóp khẽ rên, bác cơm ngô, bác rau dền đặt bên. Bác thèm một miếng đường phèn, nhà giam cộng sản bác quên bác tù. Trưa nay cái chết lù lù tới khiêng bác, khối hận thù ngàn thu. Ốm đau không thuốc 1968. Và bên cạnh chân dung người chết là một chân dung thần chết. Nhìn thần chết hiện lên dần từng bước, thân tù cao không có lực xô lùi. Anh chết oan, chết thảm, chết dập vùi, hồn khổ não không thể nào siêu thoát. Đêm đêm hiện về đây lạnh toát, bộ đồ đen một phù trướng bước đi. Anh ngước nhìn tôi ra hiệu chẳng nói gì, mặt bụng xám mắt ngời lên sáng quắc. Thế đủ rồi tôi hiểu hãy nên lui, thể xác anh chuột khoét đã chôn vùi, hồn anh hãy về vui nơi cực lạc. Lưu luyến chi đời tù lao đói rạc, sống đọa đầy thoai thóp sống ngựa trâu, chết như anh chết khổ có chi sầu.
Nhìn thần chết 1968. Trong nhiều năm, Nguyễn Chí Thiện ngồi vẽ chân dung như thế, bức nọ cạnh bức kia, thành cuộc triển lãm một phần hội nửa người, nửa thú, đang sống mà chết, một thế giới người, vật, âm dương, không phân chia giai cấp, không phân liệt đấu tranh, một vùng ngoại biên trên sông Lú, người và vật cùng bị giam trong ngõ cụt, trong không gian kín. Chết sống giao thoa, cái đói là bát cháo Lú khiến người tù quên mình khi trước từng là một con người. Suất cơm tôi một hôm đánh đổ, tôi còn đương đau khổ nhìn theo, thì nhanh như một đàn heo, bốn năm đầu bạc dẫm trèo lên nhau, bốc ăn một lúc sạch lầu, miếng cơm, miếng đất, lầu bầu chửi nhau. Suất cơm tôi, viết 1966. Trên bờ nghĩa địa ấy, người thanh niên Nguyễn Chí Thiện tồn tại như một vong hồn. Tôi đương sống nhưng từ lâu đã chết, chết trong tim, trong óc, chết tâm hồn. Cố đào lên bao thứ sớm vùi chôn, song chúng đã xông mùi tan rửa hết. Đoạn thơ 2. Kẻ nhận định thơ mình đúng nhất cũng là tác giả. 10 năm sau khi vào tù lần thứ nhất, nhà thơ đã nhận định thơ mình. Thơ của tôi không phải là thơ, mà là tiếng cuộc đời nức nở, tiếng của nhà giam ngầm đen khép mở, tiếng khò khè hai lá phổi hoang sơ, tiếng đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ, tiếng khai quật cuốc đào lên nỗi nhớ, tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở, tiếng dạ dày đói lã bóp bâng quơ, tiếng tim buồn thoi thóp đập bơ vơ, tiếng bất lực trước muôn ngàn sụp lỡ, toàn tiếng của cuộc đời sống dở và chết thời cũng dở, phải đâu thơ. Thơ của tôi 1970. 5 năm sau 1975, ông làm bài thơ thứ nhì định nghĩa thơ mình khốc liệt hơn. Thơ của tôi không có gì là đẹp, như cướp vồ cùm kẹp máu ho lao. Thơ của tôi không có gì cao, như chết chóc mồ hôi bán súng. Thơ của tôi là những gì kinh khủng, như đảng đoàn, như lãnh tụ, như trung ương. Thơ của tôi kém phần tưởng tượng, nó thật như tù, như đói, như đau thương. Thơ của tôi chỉ để đám dân thường nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ. Thơ của tôi viết 1975. Không còn gì để bàn trước những lời thơ như thế. Quá khích ư? Đúng là quá khích. Nhưng có gì quá khích hơn sự tù tội vì dám nói thật? Không có gì để khen chê trước những lời thơ như thế. Không có gì liên quan tới nghệ thuật trước những lời thơ như thế. Không có gì hàm súc, không có gì ngụ ẩn trong những lời thơ như thế. Phê bình đành chịu, phê bình đành gác bút. Có loạn Pissarro nói, trước một em bé chết đói, cuốn buồn nôn của tôi không có nghĩa lý gì. Chúng ta bảo, trước những dòng thơ tù như thế, mọi khen chê, mọi nghệ thuật đều trở nên vô nghĩa. Phê bình đành á khẩu. Trước mắt tôi mặt trời hấp hối, sau lưng tôi bóng tối mịt mùng, bên phải tôi tù ngục chập trùng, còn bên trái súng nhầm tim trắng lối. Đoạn thơ 152. Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ trào phúng. Nhưng thơ Nguyễn Chí Thiện không chỉ có ngục tù, không chỉ có đớn đau và xác chết. Ông còn có những bài thơ trào phúng vẽ chân dung lãnh tụ rất có duyên. Về Bác Mao. Bác Mao cân nặng tạ hai, thịt ùn lên mặt, mặt hai ba cầm. Người dân Trung Quốc thì thầm, nói là đổng trác nhưng dâm hơn nhiều. Đoạn thơ 126. Về Bác Hồ. Bác Hồ rồi lại Bác Tôn, cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng. Nước da hai bác màu hồng, nước da các cháu nhi đồng màu xanh. Trong Bác Hồ rồi lại. Lại về Bác Hồ. Bác Hồ tới thăm thiếu nhi, bác cười bác hỏi chi ly ngọn ngành. Việc ăn ở, việc học hành, lao động bác dặn chấp hành
tốt, nhanh, kẹo bánh bác hứa để dành, chủ nghĩa xã hội hoàn thành sẽ cho, thiếu nhi khăn đỏ cổ cò, vỗ tay suông chúc bác Hồ sống lâu. Bác Hồ tới thăm 1967. Về học thuyết Mác, học thuyết Mác này đây sọt rác, xé lại làm gì? Tốt nhất vất nó đi, sử sách sau này đỡ mất công ghi, thêm quá nhiều trang xám xì tội ác. Về thiên đường Mác, thiên đường cũ Mác dâng mơ, tỉnh ra tài sản bị vơ nhẵn rồi, chỉ còn lại chút mồ hôi đổ ra vì sợ, vì nuôi đảng rồi. Đoán thơ 180. Đó là lối thơ dân gian, lối thơ bút chê của những cụ đồ hóm hỉnh. Tính chất hóm hỉnh này, những ai đã từng nghe Nguyễn Chí Thiện nói chuyện thường bắt gặp. Trong cái bi thảm tột đỉnh, tâm hồn ông bao giờ cũng hướng về một lối thoát, dù sắc bé về phía mặt trời. Ông là người của niềm vui, của lạc quan, bị cái tuyệt vọng đè nát trong nửa cuộc đời, nhưng ông không chết vì tuyệt vọng. Thơ ông là một cõi mênh mông lệ, cõi nước mắt trong phát như thủy tinh. Trong muôn dòng trái đất tuôn đi, dòng trong nhất là dòng nước mắt. Lệ 1971. Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ thời thế. Trong tù không gian chật vật bốn mùa co lại, thời gian không gian cùng chui vào một kiếp với tù nhân, và mùa xuân, mùa hy vọng cũng chịu cực hình với tù phạm. Bốn bức rào nứa, cứa và mùa xuân, một cách bất nhân, mùa xuân máu ứa. Đoạn thơ 48. Không gian và thời tiết trong tù cũng là không gian và thời tiết của đất nước. Khi con người bị trấn áp, cơn thịnh nộ của đất trời giáng xuống núi rừng với một lời cảnh giác. Đêm bão giật, lửa lòe, muôn tiếng sét, nổ đùng đùng như đánh phá sơn lâm. Nước từ trời cao đổ xuống ầm ầm, cả rừng núi lồng lên gầm quát thét. Đoạn thơ 95. Trong cơn thịnh nộ của đất trời, cơn hấp hối của người tù, Nguyễn Chí Thiện nói lên cơn giận dữ của chính mình trước chuyện nước non tan tác. Giận thân rồi lại giận đời, giận thời chuyên chính, giận người hèn ngu, giận trời, giận đất âm u, giận sông, giận núi, quân thù sập ngang. Suốt thời gian chiến tranh, Nguyễn Chí Thiện sống trong tù, nhưng chắc ông đã luôn luôn hy vọng miền Nam sẽ thắng. Những câu thơ sau đánh dấu sự tuyệt vọng của nhà thơ khi miền Nam thua trận, cả nước quy về chế độ cộng sản. Miền Nam ơi, từ bụi tiêu tan, ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn. Và trong con người tù tội ấy, luôn luôn có sẵn ý định lật đổ định mệnh của mình và của dân tộc. Ý chí sắt đá ấy toát thành những lời thơ vũ bão, đặc dị, khác thường. Trong bóng đêm đè nghẹt, phục sẵn một mặt trời. Trong đau khổ không lời, phục sẵn toàn sấm sét. Trong lớp người đói rét, phục sẵn những đoàn quân. Khi vận nước xoay vần, tất cả thành nguyên tử. Trong bóng đêm 1976. Sau này, khi chế độ độc tài đảng trị chỉ còn là quá khứ, những người như ông sẽ trở thành chứng nhân của lịch sử, một lịch sử sống động, trực tiếp, thành thực về vùng đầm lầy, viết bằng những từ trần trụi, không khoan nhượng, mô tả chính sách triệt hạ nhân quyền ở Việt Nam trong hậu bán thế kỷ 20. Đạo lý tối cao ở xứ đồng lầy là lừa thầy phản bạn và tuyệt đối trung thành vô hạn với đảng, với đoàn, với lãnh tụ thiêng liêng. Hạt thóc, hạt ngô, phúc hóa xích xiền, họa phúc toàn quyền của đảng. Đồng lầy viết 1972. Không ai kêu nổi một lời, mồm dân đảng khóa đã mười mấy năm. Gửi Bernard Hussein 1968. Lời thơ như lời nói nhưng có tác dụng bằng trăm đời nói thường, bởi nó có cấu trúc nội tâm là sự thật. Bài Đồng Lầy là một bản trường ca về thời đại mà Nguyễn Chí Thiện đã sống, một cõi đồng lầy với những kiếp người như những con giun, với bọn ếch nhái đến làm chủ và lũ sậy lau co đầu cúi rạp. Cõi mộng chỉ đến trong giây lát, rồi nhà thơ lại phải quay về với thực tại của đêm đen của dân tộc, đẫm trong ám khí đồng lầy.
Trời cao biển rộng có cũng như không, một tiếng quả đêm ảo não rõ xuống đồng. Tôi tỉnh hẳn trở về cơn ác mộng, mũi nhơn nhơn từng đàn vang động, những con cưng của ngừng đồng tối tăm. Chúng trưởng sinh trong đêm tối nhiều năm, nên chúng tưởng màn đêm, màn đen là ánh sáng. Ếch nhái vẫn đồng thanh đểu cán, chửi bới mặt trời ca ngợi đêm đen. Lũ sậy lau còm cõi đứng chen, hơi có gió là cúi đầu sạp hết, bát ngát xung quanh một màu khô chết. Cả đoạn thơ trên bị một tiếng quả đêm rõ xuống đồng làm tan nát. Đúng ra chỉ một chữ rõ thần tình, chua xót, một chữ rõ xác định phong cách thơ. Bài Đồng Lầy làm năm 1972, tóm tắt cuộc đời Nguyễn Chí Thiện từ tuổi 20 đầy tin tưởng và tương lai vào ánh sáng cách mạng mùa thu. Mơ ước, đợi chờ, vĩ đại, nhưng rồi một sớm đầu mùa thu trở lại, tuổi 20 mắt nhìn đời trẻ dài, ngỡ cờ sao rực rỡ, tô thắm màu xứ sở yêu thương. Có ngờ đâu giáo dỡ đã lên đường, hung bạo phá bờ kim cổ, tiếng mối giường rung đổ chuyển non sông, mặt trời sự sống thổ ra từng vũng máu hồng. Đồng Lầy 1972. Lời thơ cổ điển bình dân theo lối kể trong các truyện nôm xưa, rằng năm gia tỉnh triều Minh lại mang sắc hiện đại của một mùa thu năm qua cách mạng tiến ra đất Việt. Nhưng cơn mộng cách mạng của Nguyễn Chí Thiện chấm dứt sớm hơn nhiều người khác. Bởi ông đã nhìn thấy sự thật, có ngờ đâu giáo dỡ đã lên đường, kéo theo một chuỗi dài rùng rợn. Hung bạo phá bờ kim cổ, tiếng mối giường rung đổ chuyển non sông, mặt trời sự sống thổ ra từng vũng máu hồng. Lời thơ mạnh mẽ, chí khí vẫy vùng, bạo lực như cách mạng, một bạo lực phản cách mạng. Cùng với Phùng Cung, Nguyễn Chí Thiện là một trong rất ít người chối bỏ rất sớm cách mạng mùa thu. Ông đã sớm nhận ra trách nhiệm lớn nhất của cuộc cách mạng mùa thu là du nhập chính sách đấu tranh giai cấp của Mác qua lăng kính Mao như một dòng lũ bùn cuốn trôi đất Việt. Một mùa thu nước lũ trở thành bùn nước mênh mông, lớp lớp sóng hồng mang dài, chìm trôi quá khứ tương lai, máu, lệ, mồ hôi rớt rãi, đi về ai nhận ra ai, khiếp sợ, sững sờ, tê dại, lịch sử quay tít vòng ngược lại, thời hùm beo rắn rết công khai, ngàn vạn đấu trường mọc dậy giữa ban mai. Đồng Lầy 1972. Chỉ có Phùng Cung và Nguyễn Chí Thiện dám mô tả cách mạng mùa thu như thế. Nguyễn Chí Thiện bị bắt năm 1960, Phùng Cung 1961. Nguyễn Chí Thiện có kể năm 1970 họ gặp nhau trong trại tù Phong Quang, Yên Bái. Tình cờ chăng Phùng Cung và Nguyễn Chí Thiện cùng tố cáo chiến tranh Nam Bắc. Súng ống từng đoàn rung rung nhớ nhát, đảng lùa đi tan tác thương vong, mái ngói mái danh lệ thảm ròng ròng nhỏ xuống bốc hơi trong lòng vạc bỏng, đảng giữ thét gào hóc xương ngang họng, giọng thều thào gượng gạo hung hăng, lưới thép nền chuyên chính tung quăng khốc liệt bậy sằng ức oan cay đắng, dân đen tay trắng cam đành. Từ núi rừng hoang vu tới phố xá thị thành, từ hải đảo xa xôi tới ruộng đồng bát ngát, màu áo vàng cảnh sát tràn lan, nhợt nhạt cả màu xanh. Cuộc sống Đồng Lầy rột rác nguyết tanh, bom đạn chiến tranh còn giật giành, chút xương da thảm hại, cái cảnh mười đi hai ba trở lại. Đồng Lầy là một bài thơ thời thế, luận tội cộng sản và kết án chiến tranh. Sau này khi mọi chuyện lắng xuống, người ta mới có thể đánh giá bản trường ca này một cách công bình hơn. Nhưng chắc chắn nó sẽ là một bài thơ cần đọc để tìm hiểu thời đại này. Bài Con Tàu Rêu là một thành công khác, một giá trị nghệ thuật và tư tưởng. Dùng Con Tàu Rêu, Nguyễn Chí Thiện mượn hình ảnh con tàu say Pato Ivrama của Rimpo để chỉ những con tàu tự do hay sự tự do của chính mình. Thơ buồn bã như một lời tâm sự.
con tàu say như nít chực không gian. Giữa mùa điên không biết lực điêu tàn, xô vỡ vụn nơi ngời băng tuyết lóa, trong trắng xóa những ngày mưa tầm tã. Con tàu đau vật vã trước bờ xanh. Phía mờ xa thôn xóm đứng yên lành, thân tàu đã tan tành trên mũi đá. Cay đắng quá những bến nghèo tàn tạ, đón trong tàu lui tới đứng buồn thiêu. Khi tàu tôi men đến cũng dập chiều, gây sóng gió đắm chìm cho nhục nhã. Ôi tiếp tới nước triều dâng vật vã, con tàu run chưa tiếng đã chờn lui. Đành một mai nơi đáy nước rêu vùi, làm chỗ ở cho tôm sò ốc cá. Tôi đã biết những đêm dài ròng rã, con tàu câm trôi giữa đám trăng sao. Biết dừng đâu không bóng hải cảng nào ra tín hiệu đón con tàu buồn bã. Tôi đã biết những bình minh đói lã biến sang màu loang tím của chiều hoang. Con tàu đi sức kiệt lệ dòng hàng, thương xót những mảnh tàu trôi vạn ngã. Con tàu rêu 1965. Niềm tuyệt vọng về tự do đã cháy lên từ thời thanh niên tù tội. Con tàu tự do trong tim người tù trẻ phóng đi tìm một bến bờ, tìm sự đồng thanh tương ứng. Nhưng con tàu của chàng đơn độc một mình đã mắc cạn. Không ai đưa đón, không ai cho cập bến. Đến cả các bến nghèo họ cũng đuổi tàu đi, họ cũng chìm cho tàu chìm. Dường như trên mảnh đất này, tự do là yếu tố đã bị yểm, bị mọi người bỏ qua, bị sa thải như một vật phù phiếm người ta không cần dùng đến. Tất cả những đắng cay của con tàu rêu chìm dưới đáy biển vận vào thơ, làm nên tập hoa địa ngục. Không ai hiểu hơn tác giả, không ai có thể định nghĩa đúng thơ ông bằng ba đoạn thơ mà chúng tôi chép lại như lời kết của chính tác giả về đời mình, về tự do và về thân phận dân tộc. Hoa địa ngục tưới bằng xương máu thịt, trộn mồ hôi chó ngựa lệ ly tang. Hoa trưởng sinh trong tù bệnh cơ hàng, hương ẩm mốc màu nhỡ nham xám xịt. Toàn bộ thơ tôi nặng nề cay cực, không một sắc màu mang khí lực xanh tươi. Vần điệu nghe như quỷ khóc ma cười, do sáng tạo tận cùng sâu đáy vực. Trong muôn ngàn tiếng muốn tìm ra tiếng nào thiết tha, tiếng nào trung thực, hãy lắng nghe tiếng vọng từ đáy vực. Trích đoạn thơ 112, 113, 114. Thụy Khuê, Paris, tháng 6, 2013.